Chào bạn nha. Hai, chào nhà nha. Nay hai anh em mình ra cái ao của dì Hai tiếng Anh câu cá nha cả nhà. Anh em hết trò. Hết trò chơi rồi cả nhà ơi. Với lại tình hình giờ dịch bệnh căng quá. Bẫy gì hai anh em mình để ngoài ruộng ngoài đồng hết trơn rồi, giờ đâu có thăm bẫy thăm gì được đâu cả nhà. Thành ra hai anh em mình câu cá để đăng video cho cả nhà giải trí xem cho qua ngày nha cả nhà ơi. Câu phi nữa này. Chờ khi nào mà tình hình dịch bệnh rồi nó ổn lại rồi anh em mình trở lại nghề chính nha cả nhà. Thì cả nhà xem hãy ủng hộ kênh của mình nha cả nhà. Với lại thông báo với cả nhà là anh em ấy, tiếng Anh đó cả nhà cũng mới làm YouTube làm chơi cả nhà ơi. Có cả nhà có qua xem thì ủng hộ kênh của tiếng Anh nha. Xem ủng hộ mình cái nhà ơi. Kênh của tiếng Anh là tiếng Anh Nguyễn nha cả nhà. Kênh mình còn chút xíu à. Thì cũng mới làm mà cả nhà ơi, đăng cũng được vài video rồi. Thì mong cả nhà hãy qua ủng hộ tiếng Anh nha. Chủ yếu là cho có với anh em thôi cả nhà ơi, chứ không quan trọng vụ mà kiếm tiền hay gì hết trơn. Đăng chủ yếu vui chơi, Vui là chính nha cả vui là nhà. chính. Được bật kiếm tiền thì càng tốt. À, tới bạc rồi cũng không biết tới đời nào lãnh được đâu cả nhà ơi. Rồi. Khó nuốt quá cả nhà. Chủ yếu là anh em có đặng bàn Giao luận với lưu nhau đồ, có nhiều bạn thêm. giao lưu chỉ chọt cái này chỉ chọt cái kia. Rồi để mình ra cần cái cả nhà ơi. Dính rồi Ui, nè. Ui ra quá. Dính rồi cả rồi, nhà ơi, một con cả nhà ơi. chậm đang lên lửa, chậm đang lên lửa nha, câu hoàn hết cá ba luôn, Vô vô rồi cả nhà, quá để xuống vô luôn cả á, nhà ơi. Dính nè. cá chậm bả luôn, Cá sập bả luôn cả nhà. chậm đang bắt lửa nước phi luôn cả nhà, Dính một em nha. Quá đã quá đã. Trời ơi, uống nu luôn Tuấn Anh ơi. Bây giờ nó nằm bóc con mỏ mới dục xuống ăn luôn. Ở nhà này là nhà bà con không nha cả nhà. Bên là nhà bên đây là nhà của dì Hai Tướng Anh. Còn cái nhà ngay chân cái cột điện này á, là nhà của ngoại. Rồi kế nữa á, là nhà của mẹ Tướng Anh. Còn nhà Tướng Anh là cái nhà bên mái tôn bên này nha cả nhà. Kìa, mấy bà cháu nó ở đó kìa. Con của Tướng Anh lên chiếc xe gùa bà nội đẩy đi chơi đó thấy không? Vậy không đó, đeo bà nội không à. Ăn có con rồi tới giờ nghỉ ăn luôn rồi. Hả? Với nghĩa nói hả? Cái gì? Trời ơi. Chìm chìm phao chìm cho nó dính. Cá nhỏ quá. Ăn động nước chút xíu là ô dính nè. Dính nè. Dính cái này. Đủ quay không? Lên giữa. Không đủ quay được đó. Đó đó đó. Đóng. Biết rồi, biết rồi. Đó. Lụm. Lụm. Tay chàng xè luôn. Lụm. Lụm nữa cả nhà ơi. Con lấy cái này. Con lấy, con lấy, con lấy. Dạ, giúp được sườn. Trời ơi, vụt rồi. Ủa, đóng rồi thường. Được. Một em nữa nha. Cái hồi với cái nhai, không mồi vậy. Con này hơi nhỏ. Có con đầu tiên bự. Còn cả con em. Ừ, cả một. Nó vừa ăn rồi. Bự quá nướng lâu lắm. Nướng lâu chín lắm. Thơm quá trời. Lúc anh nướng cá thì tới đây còn thơm nữa. Cần là
dịch đã thì cái nó dịu. Ngon. Ừ. Có cái ngọn nó hơi nặng. Ngọn đã. Vô. Vô. Vô rồi cả nhà ơi. Vô rồi. Còn nữa nha. Dạ. Không. Còn nữa nghe cả nhà. Rồi mảnh này nha. Mình làm được 3 con nè. Cái canh mới làm được con à. Rồi đây đi trước đi. Chấp á. Từ. Ta đi từ từ mà ta đi được lâu. Ha. Bỏm câu từng cái từng kia lên người ta chửi quá. Dạ. Yeah. Câu cái gì câu từng mai từng nhựa mà bỏ luôn từng ghe. Mình câu mà tép nha cả nhà. Này là thẻ nha chứ không phải tép nha. Nguyên bọc luôn. Nửa ký à. Nguyên bọc. Nửa ký lô cả nhà. Đó. Lắm. Trời ơi, trời cá có nước bự luôn. Cá. Thả đi. Đổ quá thả đi. Nuôi 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 nuôi. Đó là chưa đủ số ký. Chưa đủ. Hả? Câu ở trong bay mùi thôi, khó câu quá. Có phi nước bay tới đây khó câu quá. Trời. Câu được cái bay bự mà. Kiếm cá này cái này. À nữa. Cá mini. Cái này câu câu dễ dí nè. Ôi hướng. Ba con không có cá. Bây giờ được 4 con. 4 con cả nhà. Ở đâu 2 con rồi. Đi xuống ăn nữa kìa. Vô rồi đó, vô cái động rồi đó. Ôi, giờ nào móc ngang miếng mắt luôn. Đây nè. Bắt thời rồi. Móc ngay miếng mắt luôn cả nhà. Cái miệng nó đây nè. Móc trên cái này nè. Móc ngay mắt. Nó. Cái lò gầu rớt dũng luôn chơi. Tới thiệt chứ. Tới luôn. Nãy giờ nó bấm tắt nào không hay luôn tiếng Anh. Tắt luôn hả? Ừ. Để hoài nó tắt nào không hay luôn. Chua tắt chốt. Mẹ. Trời, mới chút xíu lại lên bọt luôn. Trời ơi, trời quả, trời quá đất rồi. Chị Hai thứ dày nha. Nó quậy quá. Trời ơi, nó lâu cả, em tính đâu gớt cái câu Dũng luôn rồi đó. Em giật lắm kẹp luôn, chạy tới kia luôn á. Hết chạy. Trời ơi, trời mới đẻ luôn. Đó, nuôi được không rồi? Nuôi rồi. Nó nhỏ quá cả nhà. Nãy giờ hai anh em mình câu được nhiêu nè cả nhà? Cũng hơn chục con cả nhà. Giờ hai anh em mình làm thịt cái nhà. Làm thịt nha. Cá này nãy lão ở tiếng Anh mới nướng á cả nhà. Rồi hai anh em mình ngồi quốc tại chỗ luôn nha. Ăn mì ruộng luôn. Ăn mì ruộng ngoài đồng luôn. Ông nướng chưa chín gì mấy, chưa khét. Chưa khét phải không? Ừ. Nó chưa mấy khô. Còn cái nhẹp. Dưới bỏ đống chứ trời. Cái gì? Còn 3-4 con nằm dưới luôn hả? Ăn cả nhà ơi. Còn nóng nè. Ba xương này để mà đi cắt cho đạp chắc. Mời cả nhà nha. Đi một cái tí cho con này. Ở lúa giảm loại đặc chuột không hả? Ở lúa giảm loại đặc chuột. Nãy quên. Cá này không béo. Bự không béo. Không có mỡ. Ừ. Nó ăn thịt nó lạc lạc nó béo. Trời mỡ rồi quà ơi. Tới da luôn. Tới luôn á. Tới mỡ luôn á.
Chả đó nướng mới ngon anh Hoài. Ừ. Phải nãy trễ chút nướng cây hai nha. Thôi. Quá. Quá ngon. Sợi. Ớt hơi gì quá kỳ vậy? Đó, muối tôm á, mặn chanh vô. Muối ớt không lâm. Bỏ lỏng rồi. Để đây đi, cứ bỏ vô rồi á. Làm tích hoài. Nhé. Hết dung lượng. Tích. Ngon chết còn sao. Quá đã hay à. Cầm nguyên con quất cho nó sướng. Hơi à. Sài Gòn dùng làm gì nó ăn được cái kiểu này đó. Lá lụa hả? Thôi. Lụa. Cây ấy chạy. Hả? Già quá. Cây là lá bằng chín luôn đấy. Còn mình Tuấn Anh chiến đấu luôn rồi, mọi người ơi. Ồ, uống quá cả nhà. Gan làm chứ no luôn. Còn con cái nè.